Xin kính chào quý khán giả. Năm 2019 được xem là một dấu mốc lịch sử của thị trường dầu mỏ. Quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Ả Rập Xê Út bị tấn công bằng máy bay không người lái vào tận trái tim của các giếng dầu. Hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu khác là Iran và Venezuela thì bị Mỹ cấm vận. Kèm với đó là một loạt những vụ bắt bớ tấn công tàu chở dầu cả bên trong và ngoài eo biển Hormuz. Nhưng điều đáng được ghi hơn cả vào lịch sử của ngành công nghiệp dầu mỏ năm 2019 lại chính là việc với chừng ấy biến động, thị trường dầu mỏ vẫn hầu như không suy chuyển gì. Báo Daily Star của Liban nhìn nhận năm 2019 chính là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên thị trường dầu mỏ không còn chịu tác động của những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Nguyên nhân không chỉ là bởi sự bùng nổ của dầu khí đá phiến tại Mỹ, nó còn đến từ nhu cầu ngày càng sụt giảm trên thị trường dầu mỏ. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tăng trưởng nhu cầu trên thị trường dầu mỏ sẽ sụt giảm từ 1 triệu thùng mỗi ngày hiện nay xuống chỉ còn 100.000 thùng mỗi ngày vào năm 2030. Thực ra thì không phải bây giờ người ta mới nói đến sự thoái trào của kỷ nguyên dầu giá cao. Nhưng những diễn biến trong năm 2019 đã cho thấy là sự thoái trào ấy đã tới gần lắm lắm rồi. Trang mạng Oil and Gas Middle East cho biết, bất chấp thỏa thuận mà OPEC mở rộng mới đạt được cắt giảm thêm 2,1 triệu thùng mỗi ngày, thì thị trường dầu nhiều khả năng vẫn sẽ dư thừa 700.000 thùng mỗi ngày ngay từ quý 1 năm 2020. Đó là còn chưa nói đến việc đang có không ít hoài nghi trước khả năng các đối tác trong OPEC mở rộng có thể nghiêm túc thực hiện các cam kết cắt giảm khi mà nhiều quốc gia, ngân sách đang chịu sức ép trầm trọng. Nhu cầu dầu thế giới sụt giảm do xu thế sử dụng các thiết bị chạy bằng năng lượng sạch đang tăng lên. Tăng trưởng kinh tế thì chịu nhiều sức ép. Cứ cắt giảm sản lượng mà giá dầu lại vẫn không tăng. Rõ ràng hoài nghi rằng liệu các nước OPEC mở rộng sẽ có thể thực sự cắt giảm 2,1 triệu thùng mỗi ngày không có gì là khó hiểu. Báo Gulf News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhận định OPEC sẽ tiếp tục gặp khó trong nửa đầu năm 2020. Trang báo nêu một thực tế là năm 2019 có thể chứng kiến nhiều yếu tố thúc đẩy giá dầu. Nhưng năm 2019 cũng ghi dấu nhiều diễn biến ghim giá dầu trong dài hạn. Một yếu tố được trang báo này chỉ ra còn là sự gia tăng đáng kể nguồn cung từ các quốc gia không thuộc OPEC mở rộng như là Na Uy, Brazil hay Guyana. Sự thoái trào của giá dầu cũng đang khiến nhiều tờ báo đặt dấu hỏi về số phận của các nước OPEC. Theo trang mạng Arabian Business, thì các quốc gia xuất khẩu dầu tại Trung Đông đang phải đứng trước sức ép vay mượn lớn hơn lúc nào hết. Các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Oman, Bahrain hay Ai Cập nhiều khả năng sẽ dẫn đầu xu thế vay nợ tại Trung Đông và Bắc Phi thời gian tới đây. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.